Kính thưa quý vị, với sự phát triển của thị trường hàng hóa tiêu dùng của Việt Nam, ngoài chất lượng, giá cả thì yếu tố mẫu mã thiết kế của sản phẩm cũng đóng vai trò rất quan trọng để người tiêu dùng quyết định có mua sản phẩm đó hay không. Với kiến thức và kỹ năng, tay nghề cao, ngành thiết kế công nghiệp của Trường Đại học Văn Lang là mỏ vàng cho nhiều doanh nghiệp khi tìm kiếm những sinh viên chất lượng cao cho lĩnh vực thiết kế công nghiệp. Đây là buổi học tạo hình sản phẩm của các bạn sinh viên ngành thiết kế công nghiệp tại Trường Đại học Văn Lang. Những bàn tay khéo léo, tỉ mỉ, chăm chút từng đường nét, họa tiết của các bạn sinh viên như thổi hồn nghệ thuật vào những sản phẩm rất gần gũi với mọi gia đình trong cuộc sống. Cùng không đủ cầu là câu nói vắn tắt cho thị trường nhân lực của ngành thiết kế sản phẩm hiện nay. Cái ngành thiết kế công nghiệp là một trong những cái ngành phát triển rất là mạnh ở các cái nước có cái nền công nghiệp phát triển. Ví dụ như cái kính mình đang đeo, nó cũng sinh ra từ những cái thiết kế của những nhà thiết kế công nghiệp, hoặc là cái đồng hồ mình đang đeo, nó cũng là một trong những cái thiết kế của nhà thiết kế công nghiệp. Còn đối với cái ngành này học thì các bạn sẽ được học rất là nhiều cái đồ án nó liên quan đến thiết kế, như là những cái đồ án về thiết kế phương tiện giao thông, thiết kế về điện máy, thiết kế trang sức, thiết kế về đồ gia dụng, vân vân, rất là nhiều các cái đồ án. Ngành thiết kế công nghiệp là ngành sáng tạo, người họa sĩ thiết kế phải luôn nghĩ ra những ý tưởng độc đáo, khác biệt và mang tính đột phá để sản phẩm được đón nhận. Vì thế, các thí sinh muốn trở thành một họa sĩ thiết kế, các sản phẩm công nghiệp cần có khả năng sáng tạo và đam mê, khả năng về hội họa và thiết kế, có tư duy thẩm mỹ và biết nhìn nhận về cái đẹp. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, người học thiết kế công nghiệp phải nhẫn nại và kiên trì để tìm tòi ra nhiều cái mới, mang tính ứng dụng và độc đáo để đáp ứng sở thích của hàng triệu người tiêu dùng. Các bạn học cái nghề này, thiết kế công nghiệp ra trường á, thì các bạn rất là dễ kiếm việc làm, bởi vì tất cả công ty xí nghiệp hiện nay đều có nhu cầu tuyển dụng về thiết kế công nghiệp. Và rất là nhiều hàng năm ngành thiết kế công nghiệp tổ chức chấm tốt nghiệp thì các doanh nghiệp đều về tham dự và tuyển dụng ngay tại trường. Sinh viên ngành thiết kế công nghiệp ở Văn Lang luôn được học song song giữa lý thuyết và thực hành. Ngoài những giờ học trên giảng đường, thì xưởng sản xuất chính là nơi để các bạn thỏa chí sáng tạo. Trường Đại học Văn Lang thường xuyên đưa sinh viên đến tham quan, kiến tập tại các khu công nghiệp, xưởng thiết kế công nghiệp lớn của các doanh nghiệp để giúp sinh viên nắm bắt được thực tiễn, cho ra đời những sản phẩm có thể sử dụng ngay trong cuộc sống.